Một lớp 9 theo chương trình sẽ cánh diều nhé. Em học lớp 9 chắc là vẫn cánh diều thôi. Bởi vì lớp 8 học cánh diều rồi nhỉ. Yeah. Thực ra sách nào thì thầy sẽ dạy theo đề bài sách đấy thôi. Thì còn nội dung sẽ là đang xem cả ba sách. Chỉ có tên đề bài thôi. Chỉ giống tên bài thôi. Thì ta theo thứ tự nhé. Rồi toán 9 bài 1. Nội dung của bài là phương trình bậc nhất một đợt. Ghi rõ tên của thầy và số điện thoại của thầy. Chính là mật khẩu wifi đấy. À, thích thì ghi thêm cả ngày nữa. Bài 1 thì mình ghi rõ như thế đầy đủ, còn từ bài 2 ghi nào ghi. Hiểu chưa? Làm sao thấy ơi, cho em xin mật khẩu wifi làm chuyện. Đấy, xin nhé. Đấy, bài tập của em này. Rồi. Nào, nội dung thứ nhất, A nhỏ là dạng cơ bản. Phát luôn được. Em lựa thời cơ phát luôn, phát làm sao không gây ồn là được. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng như thế này. Dạng là A nhân X cộng B bằng 0. Trong đó A là khác không. Được chưa? Còn cách giải. Cách giải chúng ta thực hiện theo hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là chúng ta chuyển vế đổi dấu. Kỹ thuật thứ hai là chúng ta nhân hoặc chia cả hai vế với một số khác không. Nhân được, chia được. Và nhân số nào chia số nào thì các em không cần phải học thuộc lòng đâu. Nhân bao nhiêu chia bao nhiêu là quyền của em. Ví dụ, giải phương trình x trừ 5 bằng 0. Cái phương trình này cực kỳ đơn giản thôi. Để ý dấu bằng, lấy dấu bằng làm chuẩn. Thì số 0 gọi là bên vế phải của dấu bằng. X trừ 5 gọi là bên vế vế trái của dấu bằng. Ok. Như vậy bên vế trái đang có x và đang có âm âm 5. Bên vế phải đang có 0. Và chúng ta thực hiện kỹ thuật chuyển vế làm sao để tìm được x là được. Làm sao để cô lập x để cho x nó đứng một mình một bên là được. Vậy làm thế nào để cô lập nó? Rất đơn giản, chúng ta chuyển âm 5 từ bên trái sang bên dưới, sang bên phải. Được chưa? Và khi chuyển vế phải làm gì ạ? Phải đổi dấu. Tức là âm 5 nó sẽ đổi thành dương 5. Vậy thì con x chạy đi đâu ạ? Con x cứ nằm im đấy thôi nhá. Con x cứ nằm im đấy. Dấu bằng cứ nằm im đấy. Được chưa? Còn âm 5 chuyển sang bên phải thành dương gì? Dương 5. Xong. Được chưa? Thầy ơi, phải là dương 5 cộng 0 chứ thầy. Ừ đúng rồi, thầy quên đấy. Như vậy dương 5 cộng 0. Tuy nhiên 5 cộng 0 vẫn bằng gì? Vẫn bằng 5. Cho nên thực tế chúng ta chỉ biết là y bằng 5. Như vậy kỹ thuật này mang tên là chuyển vế đổi dấu. Ví dụ khác. Giải phương trình 2 nhân x bằng 10. Vậy ta sẽ làm gì đây? Lần này chúng ta thấy rằng là vế trái có 2x, vế phải có 10. Không cần chuyển nữa. X một bên, số một bên rồi, không cần chuyển nữa. Vậy thì làm gì? Làm thế nào để có được x ạ? Chia cả hai vế cho mấy ạ? Cho 2. Chia cả hai vế cho 2. Chia cả hai vế cho 2. Thì 2 nhân x chia 2 sẽ bằng 10 chia 2. 2 nhân x chia 2 thì 2 với 2 chia cho nhau bằng 1. 1 nhân x thì vẫn là x.
10 chia 2 sẽ là 5. Tìm được x xong. Và kỹ thuật này có tên là chia, chia cả hai về cho hai. Chia thì tương tự với nhân thôi. Ví dụ như là 1 phần 3 nhân x bằng 7. Bạn muốn dùng phép chia vẫn được nhé. Bạn muốn dùng phép chia vẫn được. Tuy nhiên bài này mà dùng phép chia thì sẽ là 7 chia cho 1 phần gì ấy? 1 phần 3. Không hay, dùng không hay. Chúng ta dùng phép nhân trong bài này hay hơn. Tức là nhân cả hai vế với bao nhiêu thì đẹp nào. Nhân bao nhiêu? Đúng rồi, ta nhân 3 thì sẽ rất là đẹp. Nhân 3 vào thì 3 nhân 1 phần 3 sẽ bằng 1. Thì nó giống bài 2 luôn. Nhân 3 vào này. Đây sẽ là 3 nhân với 1 phần 3 nhân với x. Thì đây sẽ là 3 nhân nhân 3. Tức là vế trái mà đem nhân 3 thì vế phải cũng phải nhân gì ạ? Cũng phải nhân 3. Rất là dễ thôi. Thì 3 nhân 1 phần 3 thì ra 1. 1 nhân x thì vẫn là x. 3 nhân 7 ra bao nhiêu? 21. Xong. Tìm được x là xong. Ổn chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ mà kết hợp cả các kỹ thuật đó là chẳng như là 1 phần 3 nhân x trừ 7 bằng 0. Thì bước đầu tiên ta làm gì nhỉ? Em muốn làm gì trước nè? Muốn nhân 3 trước hay là muốn chuyển về trước? Thực ra thì em làm cái gì trước cũng không quan trọng. Em cảm thấy cái gì mà mình nó làm nó có phù hợp với bản thân và có lợi cho bản thân mình sẽ làm thôi. Rõ ràng chúng ta được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Và ở đây thì phòng thi không cấm cái gì, chúng ta cứ làm thôi. Vừa rồi qua việc là thẩm định bài cho các anh chị 2K9 thì ở đâu đó ví dụ trên trường Phú Châu nhé, vẫn có những giáo viên là trừ điểm, tức là không cho điểm học sinh một cách rất là vô lý. Trong đó có ba học sinh, một chị tên là Diệu, một chị tên là Nga và một chị tên là Mai. Thì ba học sinh làm giống hệt nhau, thì có một chị tên là Nga thì được điểm tối đa, thế còn chị Diệu và chị Mai thì lại được không điểm. Như vậy cái này lại phụ thuộc vào giáo viên chấm, và quả thật đây là do trình độ của người chấm có hạn, họ không cập nhật với các cái gọi là tiêu chuẩn chấm thi của Sở Giáo dục. Bất kể một cái đáp án chấm thi nào đều có một dòng in nghiêng được cuối cùng, đó là nếu thí sinh làm khác đáp án mà đúng thì điểm vẫn tối đa. Các thầy đã quá cứng nhắc rồi, nói cứng nhắc là nói nhẹ, còn nói các thầy dốt thì là nói thế là mọi người cứ nghĩ là mình là để chèn ép người ta để mình nổi tiếng. Mình có biết người ta là ai đâu, mình chỉ biết rằng người đó đang có lỗi về chuyên môn, tức là không phân biệt được đúng và sai. Như vậy 1 phần 3 nhân x trừ 7 bằng 0 thì các bạn muốn nhân 3 trước hay các bạn muốn chuyển về trước là không có vấn đề. Chẳng hạn tôi sẽ chuyển về trước nhé. Chuyển về trước, chuyển về chúng ta sẽ có là 1 phần 3 nhân x bằng gì? Bằng 7. Các bạn tắt quạt đi. Được chưa? Bây giờ ta nhân mấy vào nào? Nhân mấy vào? Nhân 3. 1 phần 3 mà đem nhân 3 thì ra mấy? Ra 1. Ta viết luôn kết quả được không? 1 nhân x. 7 nhân 3 ta viết luôn kết quả được không? Hai mấy? 21. Xong. Rồi, xin thưa là trong sách giáo khoa là không đề cập đến dấu suy ra. Nhưng nhóm tác giả của ba bộ sách đã trả lời trên công khai trên cộng đồng trên cả nước Việt Nam rằng dấu suy ra thoải mái sử dụng. Nó chỉ như là một phép biến đổi, tức là nó một những phép biến đổi nhân quả thôi. Từ cái đề bài này chúng ta sẽ suy ra những kết quả làm sao thôi. Được chưa? Thoải mái sử dụng. Mặc dù trong sách giáo khoa là không đề cập dấu suy ra. Nếu em nào viết dấu tương đương như ngày xưa nhé là sai nhé. Em phải viết dấu suy ra, chị Hằng phải để ý nhé. Thế hệ chị Hằng là viết dấu tương đương. Nhưng thế hệ này là không biết gì cả. Và nếu không biết gì cả thì các em cứ phải xuống dòng liên tục nhé. Xuống dòng liên tục thì nó gây rất là ức chế. Gây rất ức chế. Một bài ngắn xíu ta mà tốn rất là nhiều dòng. Thực ra giấy nó không đáng bao tiền nhưng mà nhìn cực kỳ là phản khoa học. Vì vậy chúng ta sẽ chèn thêm dấu suy ra vào. Vừa dễ trình bày. Được. Nó ngăn cách giữa các cái công trình này với nhau mà. Cái tưởng tượng nó chỉ là dấu ngăn cách thôi. Được chưa? Để làm gì để bài này chúng ta chỉ thẳng một dòng là xong. Còn nếu không dấu, dấu suy ra nhé thì phải làm như này này. 1 phần 3 nhân x trừ 7 bằng 0. Phải xuống dòng nhé. 1 phần 3 nhân x bằng 7. Xong lại phải xuống dòng nhé. X bằng 2 gì? 21. Đó, bạn phải xuống dòng liên tục. Bất chấp là dài hay ngắn, cứ phải xuống dòng. Nó rất là bất tiện. Cho nên chúng ta nhóm tác giả đã khuyến khích là các thầy linh động
việc sử dụng dấu suy ra hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt toán học. Vậy tại sao không cho các học trò sử dụng? Cái điều này là thoải mái. Được chưa? Hoàn toàn chính xác. Cho nên nếu thầy cô nào mà có thắc mắc vấn đề này thì nếu các em có thể giải thích được thì giải thích. Còn nếu không thì bảo nghe nói là thầy viết sách ấy là đã thống nhất là sử dụng dấu suy ra bình thường. Ok chưa? Xong. Đấy, là tổng hợp về phương trình bậc nhất một ẩn dạng cơ bản. Ok chưa? Còn vấn đề gì nữa không? Hết nhá. Đây gọi là dạng cơ bản này. Dạng này thực ra là đã học ở lớp 8 rồi. Khi tôi viết cái này thì cảm giác như một số người ngờ ngợ, thực ra là các em đã học lớp 8 rồi. Được chưa? Rồi. Đúng ra trong chương trình lớp 9 sẽ không có nội dung này. Nhưng sẽ rất nhiều em cần. Bởi vì học rồi thì nhớ rồi thì cũng có người phải quên. Thậm chí có những em là chương trình lớp 8 học không để ý, dẫn đến là gì ạ? Là trong cái bài này là không chịu học. Nhìn vở vẫn có chép đấy, nhưng mà trong đầu đâu có ấn tượng gì đâu. Trong vở có viết rõ ràng luôn, sạch sẽ. Nhưng thực tế hỏi trong đầu thì mày ơi, mày đã học cái dạng này chưa? Tao cũng không biết. Tức là không biết rằng mình đã học lại này chưa? Rất là nguy hiểm. Rồi, bây giờ chào mừng chính thức đến với lớp 9. Okay. Đó là dạng tích. Dạng tích, thứ nhất là dạng toán như sau. Dạng đó là A nhân X cộng B, sau đó đóng mở ngoặc lại, sau đó nhân với mở đóng ngoặc lại C nhân X cộng D bằng 0. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có mấy biểu thức nha, trong đó A và C là khác không nhé. À, tại sao cần A, C khác không? Bởi vì A khác không này, C khác không này, để đảm bảo rằng AX cộng B là biểu thức bậc mấy nhỉ? Bậc mấy? Bậc 1. Thì lúc đó nó có x mũ 1, nếu không thì mất nhá. Nếu A bằng 0 thì x là mất, làm gì còn bậc 1 nữa. Được chưa? Giống như vậy C phải khác không thì chỗ này mới là bậc 1. Như vậy chúng ta đang có hai biểu thức bậc 1 thế nào với nhau đây ạ? Nhân với nhau. Được chưa? Thì đây người ta gọi là dạng tích. Và mở rộng ra chúng ta có thể tới ba biểu thức bậc 1 nhân với nhau. Nhá. Ba biểu thức bậc 1 nhân với nhau vẫn gọi là dạng gì? Tích. Thậm chí là bốn biểu thức bậc 1 nhân với nhau vẫn gọi là dạng tích nhá. Được chưa? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần có nhiều biểu thức bậc 1 nhân với nhau thì ta sẽ gọi có là dạng gì? Tích. Chứ còn nếu mà cứ học thuộc cái này xong mà không hiểu thế nào gọi là dạng tích thì rất là mệt nhé. Chúng ta nói chuyện nhau thế nào là dạng tích nhỉ? Thì có bao nhiêu biểu thức bậc 1 nhân với nhau ạ? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? Nhiều. Nhiều là từ bao nhiêu trở lên gọi là nhiều. Đúng rồi, từ 2 trở lên thì là nhiều thôi. Cứ từ hai biểu thức bậc 1 nhân với nhau thì ta gọi là dạng gì? Tích. Ba cái, bốn cái thoải mái. Thường thường trong chương trình giáo khoa chỉ có hai cái thôi, thế nhưng trong kỳ thi có thể tình huống có ba cái. Được chưa? Xong nhá. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giải cái bài toán này? Cách giải. Cách giải là gì? Là chúng ta sẽ lần lượt là xét, ta sẽ đi giải hai trường hợp, giải hai phương trình thôi. Giải hai phương trình. Phương trình thứ nhất là gì? Là AX cộng B bằng 0. Phương trình thứ hai là gì ạ? CX cộng D bằng 0. Mà cách giải hai phương trình này giống sách giáo khoa chưa ạ? Là giống cái phần A chưa ạ? Giống phần A chưa? Rồi, thì thầy cho ta tiếp tục nhìn một bài mẫu trong sách giáo khoa, nói có tách mấy có chứng thì đảm bảo nhé, đảm bảo nó là thứ mà tôi lấy trong sách giáo khoa. Em mới đọc, em tưởng khó lắm. Thì khó hay dễ là do, tức là nó có thế thôi, khó dễ là do khả năng của mình. Nếu mà mình hiểu thì nó trở nên dễ nhé, mình không hiểu thì nó sẽ trở nên khó. Lớp 9 này, chính thức em sẽ học lớp 9 nhé. Sách giáo khoa toàn 9 mới. Được chưa? Thầy có cái sách giáo khoa này từ bao giờ thì các em nhìn là biết nhé. Từ ngày mùng 7 tháng 11 năm 2 gì? 23. Thầy đã có sách giáo khoa này rồi. Vậy tại sao thầy không tung ra định làm cái gì? Dọa ai? Sách giáo khoa cánh diều tập 1 kết nối cả những cái sách khác có hết nha. Được chưa? Thế còn file thầy soạn cho các em có luôn và in cho các em luôn rồi. Em bắt buộc phải làm bài tập về nhà và nộp để cho chị Hằng kiểm tra.
À, chúng ta cùng nhìn nhé, xem sách giáo khoa toán 9 tập 1, được chưa? Đây là bản mẫu. Còn bản trên thị trường thì chắc là thời gian ở dưới Hà Nội có bán rồi nhé, dưới Hà Nội có bán rồi, trên mình chắc hoặc trên nhập. Được chưa? Có chưa? Chiều nay có chưa? Chiều nay có rồi thì Chào em nhập rồi. à, trường nhập rồi đấy nhé. Đây là mới là bản mẫu thôi. Thế còn bản trên thị trường thì bây giờ là có trường thì nhập rồi, có trường thì chưa. Đấy, mục lục nhé, phương trình quy đổi nhất một đợt. Đấy chưa? Đấy là bài 1 của họ. Ta bài đầu chúng ta cứ xem xét kỹ, lại bảo thầy Long thầy dạy ở đâu đâu. Đấy, những đọc những cái bài dẫn dắt này thì nó hay nhưng mà học như thế nó khó, nên thầy đi vào thẳng vấn đề luôn. Đấy. Đấy, đây là giảng tích, được chưa? Rồi thì hãy xem cách giảng của họ nhé. Đấy. Để giải phương trình này các em nhìn xem họ xuống dòng liên tục nhé. Nhìn thấy không? Với mỗi phương trình họ cứ xuống dòng liên tục. 3x trừ 9 bằng công này, 3x bằng gì? Bằng 9. X bằng gì? Y bằng 3. Thì đó, họ xuống dòng liên tục. Vậy thầy trò mình sẽ không xuống dòng nữa mà dùng dấu gì nhỉ? Dùng dấu suy ra thì mỗi phương trình này ta chỉ mất một dòng thôi. Nhìn nó rất là gọn, rất là đẹp mắt nhá. Ok, vậy thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái phương trình này. Nhá, giải phương trình. Ví dụ giảm quy trình là x cộng 5 nhân 3x trừ 9 bằng 0. Được chưa? Cái này mà theo chương trình của 2K9 chẳng hạn, nó làm một dòng là xong. Thế nhưng mà bắt buộc bây giờ chúng ta phải làm hai dòng. Tức là nhân đôi 2K8 hoặc 2K9 mà gặp bài này một dòng xong. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ 2K10 mà làm theo cách dùng dấu suy ra thì mất hai dòng. Còn nếu mà làm theo kiểu xuống dòng liên tục thì hơi bị tốn giấy đấy. Nhìn rất là ức chế. Kiểu đề bài bên này, đề bài ở trang này nhưng mà đáp án lại ở trang kia, thời giải trang kia, nhìn rất là khó chịu. Thể hiện sự thiếu khoa học trong vấn đề viết sách. Xong có người lại không thoải mái, lại bảo thầy Long thầy là ai, thầy lại dám chê cả những thầy viết sách. Trả lời các thầy viết sách giỏi 100, thầy Long chưa được một. Nhưng không có nghĩa là người có trình độ 1 không được quyền chê người có trình độ 100. Người có trình độ 100 họ có thể làm được rất nhiều việc hay, việc tốt. Nhưng mà trong số đó cũng có những cái việc dở. Và trách nhiệm của chúng ta là tìm ra cái gì hay để khen và tìm ra những cái dở chê. Khen chê rõ ràng. Cái nào hay thì mình khen, cái nào dở thì mình chê. Chứ không phải là thấy những người ta giỏi rồi là mọi thứ của người ta mình đều phải khen. Không phải nhé. Không phải. Hay nói rất là thô thiển một chút. Nếu mà gặp người nhà giàu thì người ta gọi là nói thô thiển một chút như cái dân gian là đừng tưởng tuyết của nhà giàu là thơm nhé. Nhà giàu đến mấy thì cũng không thể có chuyện thơm được đâu. Được chưa? Để so sánh nó khập khiễng thì đúng là như vậy. Như vậy các vị có giỏi đến đâu thì cũng có để lại những cái vết và việc thầy cho ta là khắc phục những cái vết đó. Chúng ta khen chê để chúng ta hoàn thiện bộ sách hơn chứ không phải là mình khen chê để mình nâng cao mình lên. Đây là bày tỏ quan điểm. Rất nhiều người không dám bày tỏ quan điểm, nhìn thấy sai không dám nói, hoặc có biết sai đâu mà nói, thấy họ viết dở cũng không dám nói, bởi vì trong thâm tâm của những giáo viên ấy á, cái quyển sách cánh diều nó như là một cái thần thánh, không hề có bất kỳ một lỗi nào. Thực ra bất kể một quyển sách nào đều có lỗi, hiểu ý mà thôi. Chúng ta có đủ trình độ và dũng cảm để nói ra cái lỗi đó hay không? Nào vào việc nhé. Vậy thì lời giải sẽ như sau. Lời giải. Trước hết ta giải phương trình. Xét phương trình. X cộng 5 bằng 0. Cái này suy ra luôn x bằng bao nhiêu? X bằng bao nhiêu? Chuyển vế đổi dấu. Âm 5. Em không cần ghi chữ xét phương trình mà em có thể ghi là ta có, hoặc không ghi chữ ta có, em ghi là ta giải phương trình sau. Tức là cái câu dẫn đấy nó không quá là phải cứng nhắc. Em dẫn dắt làm sao để cho người đọc thấy rằng chúng ta chuẩn bị làm gì nhá. Đấy, câu này nó gọi là câu dẫn thôi, nó không ảnh hưởng đến điểm của bài toán. Em ghi là ta có cũng được, ghi là xét phương trình cũng được, hoặc là ta giải phương trình cũng được. Em ghi sao để cho bản thân mình đọc mình hiểu mình đang làm cái gì. Được chưa? Rồi chúng ta xét phương trình thứ hai. Bây giờ tôi không ghi chữ xét phương trình nữa, tôi ghi chữ ta gì? Ta có. Đó. Nào, 3x trừ 9 bằng 0. Được chưa? Bây giờ có hai cách.
Cách một là chia 3 trước. Chia 3 trước. Tại sao lại chia 3? Chia 3 thì nó mới còn x. Được chưa? Cách 2 là chuyển gì? Chuyển về trước. Em muốn chia 3 trước thì muốn chuyển về trước. Em được quyền nhé. Chia 3 trước hay chuyển về trước là quyền của người làm, không phải bị áp đặt đâu. Được không? Bạn thích chuyển về trước thì chia 3 trước nào. Chia nhé. Ok. 3x mà chia 3 thì còn x. 9 mà chia 3 thì còn mấy? 3. 0 mà chia 3 thì còn 0. Được chưa? Đây chính là chia 3. Ổn chứ? Bây giờ thì làm gì ạ? À? Chuyển gì? Chuyển về. Như vậy là x bằng 3. Vậy là ta đã tìm ra x bằng âm 5. Ta lại tìm ra x bằng 3. Vậy thì kết luận như thế nào? Kết luận. Các em có thể ghi chữ kết luận, có thể ghi chữ đáp số hoặc có thể ghi chữ là vậy nhé. Nó cũng chỉ là câu dẫn thôi, không quá nặng nề. Ghi kết luận cũng được, ghi là đáp số cũng được, ghi là vậy cũng được. Thoải mái nhé, đừng có cứng nhắc những cái nội dung này, quá mệt mỏi. Và một trong những ý nghĩa của việc thi trắc nghiệm đó chính là để dẹp tan cái sự bó buộc về mặt phương pháp đối với người làm, khiến cho người chấm không còn lộng quyền được nữa. Nghĩa là làm thế nào là việc của học sinh. Việc của thầy là chỉ ra đúng sai, nếu học sinh có nhu cầu thì giải thích tại sao đúng, tại sao sai. Còn nếu không thì thôi. Được chưa? Còn làm bằng cách nào, điều đó không còn quá quan trọng nữa. Ok, mình không phải lợi dụng cái trắc nghiệm để mà dạy ẩu đâu. Nhưng chỉ có như vậy học sinh mới thoải mái học, mới không sợ toán và từ đó mới có thể đạt kết quả tốt. Tức là bạn thích kết luận cũng được, vậy cũng được. Mà ghi đáp số cũng chẳng sao. Được chưa? Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng âm 5. Nghiệm thứ hai là x bằng 3. Thì ở đây các em ghi bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy hoặc là chữ và đều được nhé. Được chưa? Dấu phẩy hay dấu chấm phẩy hay là chữ và đều được. Nó chỉ là một từ liệt kê trong văn học thôi. Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi lấy ví dụ nhé. Là hôm nay, các em đừng ghi cái này nhé. Tôi sẽ tặng trà sữa cho các bạn sau đây. Chỉ là vơ thôi đấy nhé. Tặng trà sữa cho các bạn sau đây. Hai chấm. Bạn Trúc, bạn Yến, bạn cuối cùng thì dùng chữ gì nhỉ? À, còn là bạn Phúc. Nào, bạn cuối cùng thì dùng chữ gì hả em? Và. Đấy. Được. Như vậy, về mặt ý nghĩa thì cái từ và này thì nghĩa của nó tương tự như dấu gì thôi? Như dấu phẩy. Dùng để ngăn cách giữa các bạn trong danh sách được nhận trà sữa thôi. Có bốn bạn nhận trà sữa. Thì giữa các bạn này ngăn cách với nhau bởi dấu gì thôi? Dấu phẩy. Thế tại sao không phải nốt đi lại còn dùng chữ và? À, trong tiếng Việt chúng ta nói như này, cái chữ và này ý nghĩa của nó giống như dấu phẩy nhưng nó mạnh hơn dấu phẩy. Nó mạnh hơn ở chỗ nào? Ý nói rằng đằng sau chữ và sẽ là người cuối gì nhỉ? Cuối cùng. Được chưa? Không thể đặt chữ và vào giữa Yến với Phúc đâu nhé. Không thể đặt chữ và vào giữa Trúc với Yến đâu nhé. Chữ và chỉ có thể đặt đằng trước của người cuối gì thôi. Người cuối cùng. Được chưa? Như vậy cái từ và này về mặt nghĩa của nó không phải là đồng thời. Được chưa? Rất nhiều năm tranh cãi vấn đề này rồi. Thì năm nay nhân dịp của sách mới thầy giải thích cho các em nghĩa của chữ và. Bây giờ có thể em nghe em cảm thấy nó không quan trọng đâu. Nhưng mà các anh chị 2K các khóa trước mà được giải thích về chữ và như vậy thì các anh chị mới hiểu được. Là tại sao xưa nay mình vẫn không dám dùng chữ và. Vì quá nhiều trường hợp học sinh bị trừ điểm oan uổng bởi chữ và. Cho nên thầy không dạy chữ và cho các bạn kết luận thì thôi. Chứ còn chữ và dùng thoải mái bạn ơi. Nha. Nó chỉ như một cái dấu phẩy thôi. Nó mạnh hơn, nó là nằm cuối. Vậy thì x bằng 3 có phải là nghiệm cuối cùng được không? Rồi, vậy thì tôi chỉ giả vờ thôi nhé. Giả vờ như một phương trình mà có 3 nghiệm. Một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng 3. Chúng ta sẽ ghi là x bằng gì? 1 này, phẩy này. X bằng gì? Bằng 2 này. Cuối cùng là gì nhỉ? Và x bằng gì? 3. Đấy. Được chưa? Nếu có 3 nghiệm chúng ta sẽ ghi như vậy. Ổn chứ? Rồi, bây giờ ta sẽ tập luyện nhé. Nào, ví dụ tương tự.
giải phương trình. Lần này là chị Hằng sẽ phải kiểm tra nhé, để ý chuyện định hướng kiểm tra từng khu vực nào ổn rồi thì có thể kiểm tra khu vực khác, chứ không phải kiểm tra được tất đâu, không kiểm tra hết được đâu nhé. Bốn x trừ ba nhân x cộng hai bằng không, bắt đầu. Hôm nay quả thật là do cái yếu tố thời tiết nó sầm sầm xì xì mưa bão thì thôi, chứ còn các bạn cố gắng nhé, lần sau là không học Zoom nhé. Thế này tôi mở lớp online luôn thì nhanh. Một chút khó khăn thì các em phải cố gắng khắc phục. Cái ý thức khi đi học nó phải thế. Hôm nay có bạn Lưu Hải Đăng với bạn thì bạn Đạt nhé. Lưu Hải Đăng ở xóm Bắc Tây Đằng với lại bạn Đạt Phú Châu nhé. Đề nghị phụ huynh nhắc nhở con về mặc quần đùi đi học. Trong khi thời tiết thì mưa mát, không nóng. Trong phòng thì hai điều hòa còn lạnh. Mà các bạn mặc quần đùi thế là thể hiện về cái thái độ với môn học không nghiêm túc. Mặc quần dài chưa chắc đã giỏi, nhưng mà quần đùi thì chắc chắn là tệ rồi. Đi học bắt buộc phải mang một cái cặp, cặp to, cặp bé, cặp xịn, cặp đều, nhưng phải có một cái cặp để bảo vệ những cái dụng cụ học tập của chúng ta, đặc biệt là cái máy tính. Học lớp 9 mà không có máy tính thì chỉ có đứt, giỏi đến đâu. Làm xong đưa thầy kiểm tra. Riêng con ánh này phải xử lý thật nghiêm, có băng sai phải được đâu. Chết. 4x bằng 3 mấy x bằng 4 phần 3. Chết này, mẹ Ừ này. nhờ quên 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 này. thầy Đấy là mẹ đề nghị là phải xử lý thật nghiêm cái trường hợp giả vờ hướng nội. Rồi. Những người hướng nội thật người ta còn chả dám nhận mình giả vờ hướng nội à. Rồi. Rất tốt. Là cứ học như thế sẽ đủ thôi. Là bốn đứa là một ok rồi. À, kiểm tra liệu đấy sẽ đầu tư thì thằng cái thước xịn sò hơn cái thước này quánh phải đau không được dùng một xóa hoa không phải hoa, mà đây là hoa, đây là tìm ra Huỳnh Mai. Huỳnh Mai không được dùng bút xóa. thầy Thì lần đầu tiên thì đánh nhầm, bây giờ đấy tại có cái gì đây? Để loại. Để học nhanh thế. Thế thầy chụp từ danh sách những người học Zoom này đối chiếu những người đang có mặt ở đây nhá, thì chị Hằng chỉ ra những người bảo này không cần lo thì là bạn Linh nha, Nguyễn Linh ngồi bàn này, bàn này thì hiện tại Nguyễn Linh là đang đấy, đang thì là gọi là đang nghỉ hè. Cho nên nhóc con ra đây này, đây anh mới lên nhẹ nhàng không nghe nhỉ hả? Nhẹ nhàng không nghe từ từ cái bắt đấy đấy bắt tư à. Với Linh đang nghỉ hè nhá, đây 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 cái tôi nghỉ đây. Chắc thì ra sống đến ngày mai. Ngày kia rồi À ngày kia thì được, ngày kia sẽ xem chỗ nha. ha. Chỗ gì đâu. Không có đâu, bây giờ bốn bạn bàn một được cố định nhờ. Rét chưa? Xong nhá. Rồi, đã qua việc kiểm tra thì đa số các bạn là làm tốt rồi, nó tương tự như thầy hôm trước nữa. Bỏ trống được không? Vì lời giải nó cũng giống như bên trên thôi mà. Ok nhá.
Bạn nào sai thì thầy chỉ luôn rồi. Đấy, còn chị Hằng có thể kiểm tra thêm. Có phát hiện bạn nào làm sai không chị Hằng? Có phát hiện ai không làm không? Đấy, cứ như thế thì cái tỷ lệ đỗ sẽ cực kỳ cao. Không thể nói đỗ tắt được đâu. Trừ khi lớp chọn. Lớp chọn là 100% đỗ. Bất kể ai trượt, bất kể lý do gì, đều có 5 triệu tiền thưởng. Tức là không cần biết lý do, thì đấy là lớp chọn nhé. Lớp chọn, ví dụ từ bạn Lan trở lên gọi là thành viên lớp chọn rồi. Đó, Ánh là thành viên lớp chọn, ví dụ thế. Nếu mà có lớp chọn. Chứ Bảo thì thừa chọn. Bách thì thừa chọn. Cỡ từ Lan trở lên là không có khái niệm trượt rồi. Thế nhỡ nó ngủ quên là không thi thì sao? Bản lĩnh đấy, thưởng 5 triệu vì dám ngủ quên. Thế nhỡ trong phòng thi mà nó run, nó làm mà nó trượt thì sao? Không có đâu sói ạ. À, bố mẹ đừng nghĩ là nó run như vậy. Nếu nó may nó chín mà nó đen thì nó phải 8 hoặc 8 rưỡi, chứ không có chuyện mà lại dưới 6 để trượt đâu ạ. Học tài thi phận đấy là cái thứ người ta nói là nó có, nhưng yếu tố đấy nó không quá nặng nề nhé. Các nhà làm giáo dục người ta đã biết cách ra đề để không quá nhiều may rủi, được chưa? Rồi xong nội dung thứ hai đã hoàn thành. Nội dung thứ ba phần C. Chúng ta sẽ giải quyết một loại phương trình mà chưa phải dạng tích, nhưng chúng ta sẽ sử dụng một cái biện pháp nào đó để đưa về dạng tích. Một biện pháp nào đó để đưa về dạng tích. Biện pháp đó sẽ được liệt kê qua các tình huống sau đây. Dạy như này là quá cao và quá kỹ rồi so với sách giáo khoa nhé. Đó là chúng ta sử dụng kỹ thuật đặt nhân tử chung. Sử dụng kỹ thuật đặt nhân tử chung. Kỹ thuật đặt nhân tử chung này được học từ lớp 6. Nó chính là phép toán ngược của phép toán phân phối giữa phép cộng và phép nhân. Ok, phép toán ngược. Chẳng hạn như này, nếu như A nhân B mà đem cộng với A nhân C bằng 0, thì chúng ta có thể đặt cái gì làm nhân tử chung hoặc thừa số chung. Đặt cái gì chung nào? Số hạng thứ nhất là A nhân B, số hạng thứ hai là A nhân C. Vậy thì chung nhau cái gì đây ạ? À, chung nhau A. Đặt A làm thừa số chung. Thì bên này còn B, bên kia còn C bằng 0. Thì đây chính là dấu nhân ẩn nhé. Thì đây có phải dạng tích chưa ạ? Dạng này phải dạng tích chưa ạ? Đúng rồi, nó về dạng tích luôn. Ok chưa? Nào, ví dụ. Lý thuyết có gì nhiều đâu mà. Giải phương trình. X bình phương trừ đi 7x bằng 0. X bình phương trừ đi 7x bằng 0. Thầy làm mẫu một bài như sau. Trước hết, chúng ta chép lại đề bài. Rồi, ta biến đổi bằng cách đặt thừa số chung. X bình phương trừ 7x thì chung nhau cái gì ạ? Chung nhau x, như vậy chúng ta sẽ đặt x làm nhân tử chung, đặt x làm thừa số chung. Đây là hai tên gọi có nghĩa ý nghĩa tương tự nhau. X bình phương mà lấy bớt x rồi thì còn gì? Còn x. Trừ 7x mà lấy bớt x rồi còn trừ 7 bằng 0. Được chưa? Nếu mà là hai k 9 thì đến đây viết luôn lời giải đáp số luôn. Nhưng vì các em là hai k 10 cho nên lại phải câu giờ cho các em hai dòng. Được chưa? Nào, trước hết ta giải phương trình. Giải phương trình. Phương trình x bằng gì? X bằng 0. X bằng 0 cần giải nữa không? Xong luôn rồi đúng không ạ? Xong. Tiếp theo chúng ta lại giải phương trình nữa. Phương trình x trừ mấy bằng 0 ạ? À? X trừ 7 bằng 0. Chỗ này lại còn sửa xuống dòng x bằng 7 ạ? À? X bằng mấy? X bằng 7. Nếu không dùng dấu suy ra thì buộc phải thế nào? Buộc xuống dòng. Không xuống dòng viết liền vào thì ai người ta nhìn được. Nào, em tưởng tượng nhé, con x trừ 7 lên đây viết thế nào? Viết thế này à? Dấu phẩy à? Ai cho biết dấu phẩy mà viết? Dấu chấm à? Ai cho biết dấu chấm mà viết? Được chưa? Dấu phẩy thì nhầm sang là phẩy của số tập phân. Dấu chấm nhầm sang dấu gì? Dấu nhân. Thế cho nên còn mỗi nước xuống dòng. Thế mới đau. Xong người ta giải thích là xuống dòng như vậy để nhìn cho nó rõ ràng thì cũng đúng. Nhá. Tương đương là không điểm luôn bác ơi. Nhá.
tương đương là không điểm luôn nhé. Đến đây chúng ta dùng dấu gì ạ? Thì ta x cộng 7. Thực ra tương đương là đúng, nhưng mà toán cấp 2 là chưa học tương đương. Và kể cả lớp 10 như chị Hằng đang trợ giảng đây cũng chưa học tương đương. Sở dĩ các chị dùng dấu tương đương là bởi vì hồi cấp 2 các chị được học. Chứ lớp 10 đã học dấu tương đương đâu. Dấu ngoặc đứt luôn. Đấy là chương trình cũ. Nha. Chương trình mới bây giờ các bạn cứ xuống dòng nhá. Cứ xuống dòng là chuẩn sách giáo khoa được chưa? Chuẩn sách giáo khoa là xuống dòng. Còn nếu cập nhật được tình hình là nhóm tác giả sách kết nối cánh diều và chân trời sáng tạo, ba nhóm tác giả đã họp bàn và công khai trên mạng xã hội rằng thì mà là dùng dấu suy ra thoải mái. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ dùng dấu suy ra để làm gì? Để chúng ta hạn chế bớt một chút cái nhược điểm của kỹ thuật trình bày kia. Kỹ thuật trình bày kia thì nó được cái ưu điểm là gì? Là bạn nhìn mỗi lần xuống dòng thì nhìn nó rõ hơn, nhưng mà nhược điểm nhìn nó ức chế, nó dài quá. Cái nào hay, cái nào dở chúng ta đánh giá khen chê rõ ràng. Cũng giống như xem một số clip TikTok, người ta bảo đừng bao giờ coi thường người khác. Cái này là nhầm nhá. Từ điển sinh ra từ coi thường là để chúng ta dùng từ coi thường. Chúng ta coi thường đúng những người đáng bị coi thường. Nếu từ coi thường không được dùng thì nên xóa nó khỏi từ điển được rồi. Tức là người ta từ điển đã có từ coi thường cho nên chúng ta có thể dùng. Có điều chúng ta nên dùng vào đúng chỗ. Câu nói chuẩn phải là đừng bao giờ vội vàng coi thường người khác. Tức là cái sự người ta chê chúng ta ở đây là vội vàng. Để đánh giá sai vấn đề. Cũng giống như vậy, rất nhiều người hiểu sai vấn đề sau đây là không được phép đánh bạc. Tức là cấm đánh bạc. Được chưa? Cấm, cấm gì nữa? Cấm tàng trữ vũ khí, cấm sử dụng ma túy. Cái này là sai, hoàn toàn sai. Các bạn không hề có hiểu biết về vấn đề rồi. Phải nói là cấm tổ chức đánh bạc trái phép. Đánh bạc trái phép thì mới bị bắt, còn đánh bạc hợp pháp thì không bị bắt. Được chưa? Vận chuyển vũ khí trái phép là bị bắt, còn vận chuyển vũ khí hợp pháp là không bị bắt. Thế bộ đội công an thì đi đâu mà chẳng phải mang theo vũ khí. Thế không mang vũ khí đi thì đi tay không này. Rồi ơi, kem tưởng đi tay không à. Tức là người ta mang vũ khí đi một cách hợp gì ạ? Hợp pháp. Còn dân chúng ta mà cầm vũ khí đi, cầm một con dao đi ngoài đường là không được rồi. Như vậy là không hợp pháp. Được chưa? Phải hiểu cho rõ vấn đề nhá. Không được sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép các chất ma túy. Phải có từ trái phép nhá. Thế còn các bác sĩ bây giờ vận chuyển các chất ma túy, tức là trong một số loại thuốc mà có ma túy nhé, có thành phần chắc chắn rồi, đặc biệt những cái loại thuốc gây mê nặng, giảm đau nặng đấy, thì nó có một chút thành phần của các chất ma túy. Vậy nếu các bác sĩ vận chuyển những thứ đó mà không có giấy phép thì là các bác sĩ đứt luôn, buôn lậu rồi. Đúng không? Nhưng nếu có giấy phép thì các bác sĩ có được vận chuyển không? Có chứ, một số loại thuốc mà chỉ định trong ngành y học phải có cấp phép, được kiểm định rõ ràng thì mới được vận chuyển đi, mới được nhập khẩu về, được buôn bán. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta cứ không hiểu biết, chúng ta cứ bảo là đừng bao giờ coi thường người khác. Sai. Ai đang coi thường chúng ta phải coi thường, khen chê phải rõ ràng. Đấy là những gì môn toán muốn dạy cho các em. Môn văn thì dạy các em khác nhá. À, khi thấy một vấn đề thì không nên quá rõ ràng như vậy. Chúng ta cứ nhẹ nhàng bình đẳng nói với nhau cho thoải mái. À, đấy là kiến thức của bên văn. Nói sao cho nó hay, nói sao cho nó vừa lòng nhau. Chứ đừng như môn toán. Môn toán nó khô khan, nó thô lỗ lắm. Thì môn toán thì anh dạy các em khác. Một là một, hai là hai, đúng là đúng, sai là sai. Dân toán là như vậy. Ok, chỗ nào đáng khen thì ta khen, chỗ nào đáng chê thì ta chê. Vậy trong cuộc sống thì sao? Cái đấy tùy các em vận dụng. Vận dụng toán hay vận dụng văn tùy các em. Hiểu ý chưa? Chứ môn toán này mà không nói rõ ràng được là đúng hay là sai, tốt nhất nghỉ lại. Xong, bây giờ chúng ta kết luận như nào? Vậy, phương trình đã cho có mấy nghiệm ạ? Hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất x bằng 0, nghiệm thứ hai x bằng 7. Đấy, dấu chấm phẩy nhá. Đây chẳng qua là một cách liệt kê thôi. Dấu chấm phẩy là chúng ta hạn chế cái việc hiểu rằng là không phải x kiểu như thế. Được chưa? Rồi, bài tương tự nào. Giải phương trình. X cộng 3
bình phương trừ 2 nhân x cộng 3 bằng 0. Đấy, lại đến lượt chị Hằng rồi. Ai cần kiểm tra thì kiểm tra, ai cần giúp đỡ thì giúp đỡ. À, xong chưa? Phúc. Bao nhiêu người biết làm rồi đây? Bạn cuối biết làm hết. Bạn một một mình Vinh. Như vậy Lộc này, Đăng này, Thành này, Đinh Công Thành lần này thế nào? Thế Đinh Công Thành. À Đinh Công Thành. Bên kia ai biết làm được cái tay lên thế nào? Bảo biết làm này. Tiến có biết làm không đấy? Em Nguyễn Linh, Lê Sơn Bách này, Quang này, Phong Mỹ Việt mà không làm được bài này á? Đùa đấy à? Nào bạn, xin mời bạn Quốc Bảo, nếu Quốc Bảo giải đúng bài này thưởng 10.000. Quốc Bảo là một trong những các thành viên học dốt nhất lớp. Gì mà thầy nói nặng thế, làm cháu nó mệt thì sao? Thậm chí có người nói rằng là tôi không phải thầy mà là thợ. Dạ vâng, em là thợ dạy Em từ nhé. Các bác cứ làm thầy của các bác đi. Được chưa? Thế nói thế không sợ con nó hỏng à? Thực từ. ra nó hỏng trước khi đến đây rồi. Giờ phải dạy lại cho nó đỡ hỏng. Hỏng theo kiểu là gì? Không phải là ra đường đấm đá mới là hỏng đâu. Mà bởi vì hỏng theo kiểu là không dám, không biết đúng sai này, thấy đúng sai câm như thế không dám nói này, như thế là hỏng rồi. Đến đây bắt đầu dạy lại để phân biệt là đúng sai, nên nói hay không. X cộng 3 đồng đại. Được. Đó bỏ. Tao Đa có. có.
Dạ không chị. Em không có nặng nề với những câu này. Câu này nói gì nó không quan trọng đâu. Có ý nghĩa thì ý nghĩa của nó không đáng kể. Hay đi. Con 9 ở đâu ra vậy? À nhá, chắc không được rồi, không được rồi. Được chưa? Lý do mà Lớp trao thưởng cho bạn bảo vì bạn học yếu thế mà bây giờ bạn làm được thì đấy là động lực cho cả lớp, nhưng rõ ràng điều này chưa lớp thể thực hiện được. Lộc á, cho cái nịt nào. Lộc nào, suy giảm được, suy giảm được, xuống giọng được, nó dài. Thích suy ra, thích xuống giọng. Suy ra x cộng 3 mở đóng ngoặc. À, chính là sau khi lấy mất x cộng 3 rồi thì vế này, chỗ này còn bao nhiêu? X cộng 3. Chỗ này còn bao nhiêu sau khi lấy mất x cộng 3 rồi? Còn chỉ là 2. X cộng 3 nhân x cộng 1 bằng 0. Rồi, về dạng tích chưa? Về dạng tích chưa? Xong. Nào giải tiếp. Ghi là trường hợp 1 cũng được. Phải mắn. À, ghi là giải phương trình. Thậm chí các em ghi là trường hợp 1. Cái này thì hơi đột phá đấy. Trong sách không thấy ghi. Nhưng chúng ta thoải mái ghi nhé. Trường 1 là x cộng mấy bằng 0? Bằng 0. Để nói rằng cái câu từ này nó không quá nặng nề, tức là mình ghi làm sao để mình không gọi là khi không ghi bố láo là được nha. Rồi ok, trường hợp 2, nếu đã trường hợp 1 rồi thì bên dưới mình sẽ ghi là trường hợp 2, cũng là một cách trình bày, được chưa? Chắc lại chứ, x cộng 1 bằng 0, suy ra âm 1. Rồi kết luận. Không ghi chữ vậy nữa à? Thầy ghi chữ kết luận được không? Được không? Được. Vậy phương trình đã cho có mấy nghiệm? Có 2 nghiệm. Nghiệm thứ nhất x bằng âm 3. Nghiệm thứ hai. Đấy, ok. Ổn chứ? Đã xong. Cách giải bằng đặt thừa số chung. Phần tiếp theo, phần D. Đây này quá căng luôn rồi nhá. Đó là chúng ta sẽ sử dụng thằng đẳng thức. Đúng không? Thằng đẳng thức mà chúng ta dùng sẽ là thằng đẳng thức sau đây, là a bình phương trừ b bình phương. Có ai nhớ hàm đẳng thức này không? Ừ. A trừ b nhân nhân a cộng b, rất tốt. Em để ý xem bên trái không phải giảng tích, nhưng sau khi dùng hàm đẳng thức bên phải về giảng tích chưa? Bên phải đã về giảng tích. Ổn chưa? Gia Bảo chú ý nhé, học như thế này là nặng hơn rất nhiều so với sách giáo khoa rồi đấy. Kết hợp với cái bài tập mà các em đang tập trong tay nữa, thì cái tốc độ với lượng bài tập này là nhiều gấp mấy lần sách giáo khoa rồi đấy. Được chưa? Còn nếu như vẫn chưa hài lòng, muốn học một mình một kiểu thì chỉ có mà thi một mình một đề. Trong trường muốn học chuyên toán thì bảo thầy, thầy còn lựa nhé. Chuyên toán thì nó học khác hoàn toàn. Tức là nếu có nhu cầu thi chuyên toán thì phải học khác hoàn toàn. Cho dù em có học sinh giỏi thì chăng nữa, nhưng nếu em không luyện đề chuyên toán là em thi chuyên toán sẽ cực kỳ bất lợi, rất khó để đỗ. Tức là cái nội dung nào nó phải đi nội dung đó. Có ba thứ mà các em cần phân biệt rõ. Rất ít người có thể làm được cả ba. Một là thi đại trà, ví dụ thi vào Ngô Quyền, thi vào Cổng Ngoài thì gọi là đại trà, không chuyên đấy. Loại thứ hai là thi chuyên toán thì nó ra đề riêng, đề nó khác hoàn toàn, nó không giống tí nào sau đề đại trà luôn. Một người 10 điểm đại trà có thể không điểm chuyên toán ngay.
không phải là quá khó mà vấn đề là khác biệt hoàn toàn. Còn loại đề thứ ba là thi học sinh giỏi, thì đề chuyên toán với đề học sinh giỏi thành phố thì nó gần tương tự nhau, nó gần giống nhau nhưng nó vẫn hơi có một nét khác. Thế còn đề thi học sinh giỏi huyện thì thầy không nghiên cứu kỹ bởi vì mỗi huyện sẽ ra đề mỗi khác. Còn đề học sinh giỏi tỉnh vì là các tỉnh là sẽ ra tương tự nhau, mức độ khó dễ là có khác biệt nhưng là không quá nhiều, thì nó ngang hoặc là khó hơn một chút so với thi chuyên toán. Đề thi tỉnh với đề thi chuyên toán là tương tự nhau. Được chưa? Tùy các em học nội dung nào thì học. Cho nên nếu xác định thi chuyên toán thì phải chấp nhận rằng chúng ta sẽ phải học mức khó ngang với đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong năm vừa rồi thầy cũng có luyện lớp thi vào chuyên toán thì cũng có thể đánh giá xem mức độ của nó như thế nào. Nào, thì chúng ta sẽ lấy ví dụ để giải cái loại toán này như sau. Ví dụ về phương minh họa thì cái phương pháp giải toán này nhé. Ví dụ ta sẽ cần là giải phương trình. X bình phương trừ đi 16 bằng 0. Thầy sẽ làm mẫu một lần nhé. Lời giải. Ta chép lại phương trình. X bình phương trừ 16 bằng 0. X bình phương thì ta vẫn hiểu lấy bình phương không cần thay đổi gì cả. Còn 16 ta hiểu là mấy bình phương ạ? 4 bình phương. Có thể bỏ qua dòng này cũng được nhé. Ok chưa? Nào bây giờ áp dụng hàm đẳng thức với A bằng X, B bằng mấy ạ? 4. Nào ai viết được ra nào? Nào viết nào? Cúc bảo nào? Tuyệt vời nhá, chúc mừng cô Bảo rồi, đã về giảng tích chưa, đến đây về giảng tích luôn chưa, rồi mời Hoài Anh xử lý tiếp. Rồi nếu mà viết đầy đủ là ta giải lần lượt các phương trình sau đây thì đấy là viết theo kiểu là văn thôi, thì mình có thể ngắn gọn là ta giải phương trình thôi hoặc là giải phương trình thôi nhá. Đó được chưa, giải phương trình x trừ 4 bằng 0 suy ra rất tốt. Giải tiếp phương trình nữa, x cộng 4 bằng 0 suy ra x bằng phân 4, rất tốt. Vậy phương trình đã cho có mấy nghiệm, quá tuyệt vời rồi, x 4 x bằng âm thế phân 4, tuyệt vời nhé Hoài Anh. Cứ như thế là được rồi. Toán lớp 9 thì nó dễ hơn, nó dễ hơn toán lớp 8. Theo đấy đánh giá của thầy như vậy. Nhưng mà nó dài, nó nhiều. Và cần cái sự quyết tâm bền bỉ từ phía các em. Tôi nói không có nhắn vào trang Zalo rồi. Là đề nghị phụ huynh nhắc nhở các con chuẩn bị tốt về sức khỏe, về tinh thần. Tức là người phải khỏe mới làm việc tốt. Về tinh thần phải tỉnh táo, quyết tâm đi học. Cho dù là xảy ra một chút khó khăn thì phải khắc phục. Trừ khi là khó quá không khắc phục được thì chúng ta mới phải chấp nhận và chuẩn bị tốt về dụng cụ học tập. Tôi chỉ nhắn là dụng cụ học tập, thế còn cần cái gì thì gia đình nào cũng biết, bản thân anh em nào cũng biết, cố tình chống đối mà thôi. Được chưa? Dụng cụ học tập thì sách vở giấy bút thước kẻ máy tính bình thường thôi, có gì đâu, nó bán một bộ dụng cụ học tập đấy. Và cuối cùng đó là gì, trang phục, tôi nhắc cả trang phục nhé. Tức là các em phải ăn mặc cho đàng hoàng, không cần phải quá đẹp, không cần cầu kỳ gì cả, trang điểm hay không là tùy các em, đấy là quyền của các em. Mặc áo ngắn hay áo dài là quyền của các em, nhưng mặc đồ lịch sự vào, đồ công sở chứ không phải là đồ đi du lịch, không phải là đồ đi ăn đi chơi, trang phục công sở, hiểu chưa? Áo đẹp áo xịn thì có thế thôi, quan trọng áo phông áo dài áo ngắn được kín đáo, ok chưa, không mặc hở hang, thế là được rồi. Cái đầy người mặc áo là dài đấy nhưng mà hở áo dài như kiểu cổ trễ, hở hở hết cả ngực ra cái gì đâu. Mặc những cái áo rất là đẹp nhưng mà kiểu nó bó ấy. Xong rồi cuối cùng là mỗi lúc mà ví dụ gọi lên bảng giơ giơ tay lên viết hở hết cả rốn, nó ra cái gì đâu,
Tức là bình thường thì rất là đẹp, nhưng mà trong công sở như vậy thì nó lại không phù hợp nhá. Đấy, thầy chả biết được nào bọn em mặc như thế để khoe eo khoe rốn. Ừ thì thầy biết rồi, eo đẹp rốn đẹp rồi, ok, nhưng đây là công sở nó không phù hợp, hiểu chưa? Tức là mặc trang phục là đi đâu mình phải theo đó nhá, chứ không được phép là vào lớp học mà lại thích ăn mặc kiểu gì cũng được đâu. Lần này là Lưu Hải Đăng và gì nhỉ, Đạt đúng không? Đạt là em của chị Huyền Có Thị đúng không? Chị Huyền Có Thị tóc ngắn, học rất giỏi. Nào, bài tập tương tự để các em tập luyện. Cũng là Huyền, cũng là anh Huyền, cũng Phu Châu, nhưng chị Huyền kia thì lại học kém. Chị Huyền có thêm một chữ thị cái học tốt hẳn. Tức là hai người cùng họ cùng tên, chị cùng Phú Châu cùng học một lớp, nhưng mà một người có thêm chữ thị, một người không. Đấy là cái để phải phân biệt Huyền nào rồi. Giải phương trình x cộng 1 bình phương trừ 9 bằng 0. Xin mời. Nào xong chưa? Nào ông Vinh? Xong rồi đấy. Tốt. Tốt. Viết chữ đi cẩn thận vào. Thế gì đấy? Một. Thế gì đấy? Từ ba. Một chữ ba bằng mấy? Ba. Hai. Học giỏi quá. Một chữ ba bằng hai. Em không hay. Những đứa khác ta thoải mái, thầy không đánh đâu, chỉ đánh bằng Ừ, vậy nhá, để bạn để mẹ yên tâm rằng là những thành viên mà bất hảo từ đây là hết bất hảo luôn. Những đứa khác ta thoải mái là em phải luôn thật đánh luôn, thành viên này mà ta là phải đánh. Quá nhanh. Đấy. À, có người khác này là đến để tăng trước rồi này. tăng này à. Đảm bảo vui chưa làm được. Rồi. Đó.
Ủa thì chưa làm à? Mai. Làm sai nhưng mà không đánh chứ chưa làm thì đấy. Nhìn xem nó làm sai lại bỏ kìa. Giờ giàu nhưng mà anh lên tay phết rồi đấy, cứ như thế này là sẽ trở thành điểm thứ hai đấy. Tốt rồi, chuẩn luôn nhé, cũng bảo làm chuẩn luôn rồi. Nào, cũng bảo làm được rồi, mấy đứa này có làm được không? lâu Làm được không? Đinh Công Thành xong này học kém thế. lâu không hát cái không biết Ờ, tập thôi cửa đấy. Nào, làm được không? Nhìn thơ hơi thiếu hơn. đi Bị chết, bị chết. Ui trời ơi. Đi học này, học được à? Đi đùa, làm được không? Ôi trời ơi. À, ngân hàng đi vẫn chưa nha, được. bạn Quốc Bảo làm được rồi đấy, Cứ từ từ nhé. Quốc Bảo là chỉ cần làm sao mà kiếm con 5 toán là vào Ba Vì là ngon cơm rồi. Ở cần gì phải mộng mơ ở ngoài đâu, thì mình là thành viên học cũng dốt thì mình kiếm con điểm 5 là vào Ba Vì là quá êm rồi đấy. Nếu mà vào Ba Vì không được thì lúc đấy mình phải nghĩ đến dân lập chứ, được chưa? Để bảo là giữa Ba Vì và dân lập chọn ai, chọn trường nào là thầy hỏi thế, hỏi ví dụ là Quảng Ngoại 30 điểm, Ba Vì 24 điểm, Bát Bạt 21 điểm, Minh Quang Khánh Thượng 17 điểm, Trần Phú 0 điểm, Ba Vì ở gì nhà Lương Thế Vinh 0 điểm, Bổ Túc 0 điểm, Cơ Giới 0 điểm, chọn trường nào? Biết rồi còn hỏi. Tất cả Đấy ví dụ thế. tất 21 điểm coi như 3 môn trong đó toàn văn nhân đôi coi như tính là 5 đấy. cả Tính là 5 môn. 5 môn 21 điểm thì trung bình mỗi điểm là nhiêu đó? Có hơn 4 thôi. Thế còn như trường Ba Vì là cao nhất thì có 24 điểm. Được chưa? Thế còn như thế này Ngô Quyền khoảng 29 điểm, ví dụ thế. Mỗi năm nó có sự thay đổi, đây là điểm gọi là cơ bản là như thế. Thì 30 chia 5 thì bằng mấy điểm một môn? 6 điểm một môn. Thế còn 24 chia ra thì trung điểm mấy điểm một môn? 5, đúng không? Đấy. 5 điểm một môn là vào bao là thừa sức Ba Vì Bát Bạt rồi. Đúng không? Thế còn 6 điểm một môn vào Quảng Ngoại nhá. Thế còn điểm trên lớp các em thì điểm đấy cho đẹp thôi. Nó không phản ánh cái điều chính xác đâu. Không phải là điểm giả, điểm đấy là điểm thật, nó ghi nhận công lao của các em thật, nhưng mà nó không dùng để đánh giá việc mà các em có vào được trường trường ngon hay không. Điểm đấy là điểm rèn luyện hàng ngày thôi, nó không phải điểm thi, được chưa? Nào xin mời Minh Quang làm bài. Em thưa thầy là Đầu tiên ta chép lại đề bài. lại vài ta có x cộng 1 trừ 9 đóng ngoặc Ôi giời ơi. Cho đọc lại. x cộng 1 trừ 9 tất cả đóng ngoặc ạ. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Xin mời bạn Việt. Phong cứ từ từ, những bài dễ này Em thấy là x cộng 1 nhân x trừ 1 xong đấy bằng Việt, xong rồi Việt đây, Việt toang rồi đấy nhá. Đi học này thầy Long cứ bổ thẳng vào mặt luôn, không có nói nhẹ nhàng tình cảm gì đâu nhá. Xin mời Văn Phong nào. thưa thầy là x cộng 1 bình phương trừ 3 bình phương. Đúng rồi nào. Suy ra x cộng 1 trừ 3 x trừ 1 cộng 3 bằng 0. Đọc lại. X cộng 1 cộng 3 bằng 0. Chính xác. Đọc sai thì đọc lại, không sợ. Sợ mỗi là không biết làm. Mẹ Làm đẹp. suy ra x trừ 2 nhân x cộng
4 bằng 0. Chính xác. Bây Và giờ phương trình là x trừ 2 bằng 0 suy ra x bằng 2. x trừ 2 bằng 0 suy ra x bằng 2. Cộng 4 bằng 0 suy ra x bằng âm 4. X cộng 4 bằng 0 suy ra x bằng âm 4. Vinh mới lọc mất trật tự. Kết luận. Vậy phương trình có hai nghiệm Phương trình đã cho có hai nghiệm. là x bằng 2 và x bằng âm 4. Là x bằng 2 và x bằng âm 4. Chúc mừng Phong. Xin nhắc lại là từ buổi sau là tuyệt đối là không sử dụng Zoom nhé. Thầy sẽ không mở Zoom cho những tình huống kiểu như thế này đâu. Nhá. Mưa một chút thì phải cố. Trừ khi ví dụ những tình trạng là mưa mưa gió nó cực đoan, kiểu mưa gió quá là bão bùng á. Nhá. Thế còn loại mưa gió nó không quá ghê gớm này thì không cần thiết phải học Zoom. Nó phải vượt một chút khó khăn đến với lớp học thì lúc đó các em mới cảm thấy là buổi học có xứng đáng hay không, hay là vui rơi hay tưởng thế nào. Mưa gió mình đi học cuối cùng học dạy những cái đồ đổ đấy, nó phải thế nha. Để đây để cho chị Hằng chịu điểm danh. Đấy, chị Hằng lấy tên của tất cả bạn đang ngồi đây đi. Nếu mai anh nghe kia mình đâu Cái đấy do chị Hằng sắp xếp. Ngoan chị Hằng sắp xếp cho chỗ đẹp, không ngoan thì ngồi đấy. nên Ví dụ giải phương trình 3x cộng 1 bình phương bằng 2x trừ 5 bình phương. Hơi khó đấy. Mỗi người được phát một tờ bài tập chưa? Còn ai chưa có? Đây có 8 bài tập đúng không? Từ bài 1 đến bài 5 mỗi phần làm hai hai câu nhé, Em nghe ra không nắm được. chưa? Đúng. Từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 mỗi phần làm hai câu, câu nào học được, hiểu chưa? Đúng. Không phải là câu nào dễ thì làm, và các bạn học yếu thì chọn câu dễ, các bạn học vừa vừa chọn câu vừa, bạn nào học giỏi chọn cũng có, cho chọn mà, được chưa? Cho chọn cho nó phù hợp nhá. Từ bài 1 đến bài 5 mỗi bài chọn hai câu, mỗi câu một điểm, chị Hằng cứ thế mà chấm, chấm một cách rất là rắn luôn, mút sa gà chết cho toang luôn, không nhân nhượng. Các bạn học Zoom cũng phải làm, các bạn nghỉ học cũng phải làm. Đừng có nói là em nghỉ cho nên em không làm bài tập là không được. Tất nhiên Tất thì làm gì? Tức là em thích làm tất thì đấy là quyền của em. Còn ở lớp này thầy chỉ kiểm tra theo yêu cầu của thầy thôi. Còn em làm quá thì để em làm riêng ra. Nào, ai làm bài này nào? Mời Trung Phong. Mời Thủy A. chào. Trước tiên chúng ta chép lại phương trình. Rồi, thì em sẽ làm gì? 3x cộng 1 tất cả bình phương. Rất tốt. Động tác này có tên là gì đây? Chuyển vế đổi gì? Đổi dấu. Theo như phần A, chúng ta được quyền chuyển vế đổi dấu. Tiếp tục nào Thùy A. Đây. 3x cộng 1. À? Trừ 2x cộng 5.
3x cộng 1 cộng 2x hả? Nghe không tự tin à? Chúc mừng em, đúng rồi đấy. Chúng ta đang làm cái gì đây? Sử dụng cái gì đây ạ? Thằng đẳng thức số 3. Rút gọn nào Thủy. 3x trừ 2x. X cộng 6, chuẩn luôn. 5x trừ 4 bằng 0. Chúc mừng em. Chúng ta vừa làm cái gì đây? Là rút gọn. Rồi, bây giờ xuống dòng. Làm gì nào? Giải phương trình. X cộng 6 bằng 0. Suy ra x bằng âm 6. Xuống dòng, ta lại giải phương trình. 5x trừ 4 bằng 0. Suy ra 5x bằng 4. Suy ra x bằng 4 phần 5. Đấy. Được chưa? Xong. Kết luận vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x bằng âm 6 và x bằng 4 phần 5. Xuất sắc. Ba người ra kết quả đúng như này. Quốc Bảo không phải, đây là Gia Bảo. Ai Yến à? Yến làm tốt nhỉ? Yến, Thanh Mai, Lan. Rồi, Đinh Công Thành đã trở lại cuộc đua. Sơn Bách, Phương Dung, Văn Phong đã trở lại cuộc đua. Còn hôm nay bạn gì nhỉ? Bạn Nguyễn Huy Đăng là vắng không phép này. Nhá. Huy Đăng vắng phép. Được chưa? Nào còn dạng cuối, các bạn còn đủ sức chiến đấu không? Còn đúng một dạng cuối nữa, cũng là dạng khó nhất. Ghi tên trong khi để thứ hai nhá. Ghi tên. E. Đó là chúng ta sử dụng là kỹ thuật là thêm bớt tách. Có thể bằng máy tính, có thể nhầm tay, nhầm giải tay được, giải máy được. Máy chẳng qua chỉ là rút ngắn thời gian, chứ không phải là không có máy thì ta chết. Nhá. Thêm bớt tách. Để đưa về dạng tích. Thầy sẽ lấy một ví dụ minh họa trước. Còn buổi sau sẽ giải thích là vì sao thầy lại có thể làm được như vậy. Và thầy có thể dạy em cách làm không? Làm bằng máy thì làm thế nào? Làm bằng tay thì làm thế nào? Bố bảo gọi này. Alo. 5 phút nữa anh ơi. Được. Vâng, ok. Bảo ở lại thì bà đón nhé. Được chưa? Chú ý là bây giờ các em cũng không cần phải nặng nề, hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, kể ví dụ sau đây. Vì cái phần này là phần giới thiệu. Ơ kìa, sao người ta lại làm được như vậy? Nếu dùng máy tính thì dùng thế nào? Trong trường mà không có máy tính hoặc có nhưng không thích dùng máy tính thì làm thế nào? Đấy, cho nên cũng có phụ huynh đề nghị rằng là nếu mà thầy bấm máy như thế thì các cháu nó phụ thuộc máy tính. Thì thưa mẹ rằng là đây không phải vấn đề phụ thuộc, mà máy tính chẳng qua chỉ là nâng cao tốc độ giải toán thôi, không có máy vẫn cứ chiến bình thường, được chưa? Chẳng qua không có máy móc mà làm tay không thì nó chậm chạp. Và trong cuộc đua này là cuộc đua một mất một còn, thì những kẻ chậm là những kẻ thất bại, thế thôi. Một mất một còn theo đúng nghĩa đen bạn ơi. 1.200 người đăng ký thi, chỉ có 600 người, hơn 600 một chút, mình cứ lấy chọn 600 thôi là được nhận thôi, số còn lại bắt buộc phải trượt. Thì đúng là một mất một còn là gì? Đúng, tỷ lệ em chọn 1,7 1,8, gần 1:2 luôn, mình cứ gọi là một mất một còn, thế cho nó dễ hình dung. Được chưa? Làm sao có chỗ cho chuyện nhu nhược được, cho nên máy tính sẽ là một công cụ không thể nào thiếu được, không bảo thủ được đâu. Kiểu như xem phim hành động nhiều á, toàn những cao thủ võ lâm người tay không nhiều quánh, mấy người cầm kiếm kinh quá đi mất. À, thậm chí còn né đạn đúng không, đạn bắn đúng không, cứ lộn 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 cái là đạn không bao giờ trúng.
Em kinh đó. Trong khi mà thầy mới chỉ là mỗi là con tép riu trong cái ngành bắn súng thôi, mà muốn tiêu diệt được con chuột, nhìn thấy con chuột dưới đất bảo ơ thế sao mày không bắn đi, bắn thì nó dễ quá, thế là bảo bọn mày đuổi đi, thế đuổi cho con chuột nó chạy, nó đang chạy, nó đang leo leo lên trên nó bắt đầu mới bắn đấy thì mới bắn chết. Tức là cho con chuột nó chạy, nó đang leo lên trên nhà này, nó đang leo dở thì bắn cho nó rơi xuống, bắn thế nó cảm giác nó mới mạnh, chứ con chuột nó nằm dưới đất bắn buộc phát chết tòi luôn, nó đơn giản quá. Đấy giải trí thì mới thế được, chứ còn bắn tiêu diệt, ví dụ mỗi con chuột 10.000 mà bắn kiểu đấy thì chết, cứ con nào dễ bắn thì bắn thì tội gì. Đó. Còn bắn giải trí thì mình khua con chuột cho nó bay chạy lên mới bắn, thế mới sướng, thể hiện Đâu. mình là cao thủ mà. Chơi thì chả thế, nhưng mà thi không thế nhá. Rồi ví dụ như giải phương trình x bình phương chẳng như là trừ đi 5x đi cộng 4 bằng 0. Nào để xem làm cái gì mà ảo thuật thế này, thì đây là x bình phương là trừ đi x xong lại trừ đi 4x xong lại cộng 4 bằng 0. Ủa làm gì vậy, đang tách âm 5 thành âm 1 và âm gì, âm 4. Rồi nhóm hai cái này lại đặt x làm thừa số chung thì đây sẽ còn x trừ mấy, trừ 1. Hai con cuối đặt âm 4 làm thừa số chung, bên trong cũng còn x trừ 1. Ổn chứ? Sao họ lại có thể tách được như vậy nhỉ? Thì buổi sau mình cũng sẽ tách được thôi. Nhớ cả máy tính nhé. Và tất nhiên đã nhắc máy tính rồi, những thứ khác đương nhiên phải có. Ví dụ như giấy nháp này, bút này, thước đương nhiên là phải có rồi. Vậy ai còn phải nhắc nữa. Đặt x trừ 1 này. Nhưng mà quên mỗi não thầy ạ. À? Trời ơi. X trừ mấy nữa ạ? X trừ 4 bằng 0. Thực ra năm lớp 8 em nào mà học nâng cao thầy Long thì đều đã hiểu cái này rồi. Tức là vẫn lớp này nhưng mà cái đoạn dạy nâng cao thầy đã hướng dẫn cái này rồi. Đúng không? Vẫn là thầy Long hướng dẫn thôi chứ chẳng phải là ai xa lạ cả. Thì bây giờ dạng này thì ok chưa? Ok nhá. Nhắc em là bài tập về nhà này. Là từ 1 đến gì nhỉ? Đến 5 trong cái tờ đề thầy phát nhá. Trong tờ đề thầy phát, và mỗi phần này làm mấy bài nhỉ, Hai mỗi bài làm hai nhỉ nhé. Rồi các em nghỉ đi. bài. Chưa nào, chưa mặc đồ. Tao cũng đi đường nhảy cao rồi. Tao có nhảy đâu, tao thành phố rồi.